bốn chiến thuật tán gái giúp anh em dễ vào việc nhất tiếp tục trên con đường gian nan để trở thành chuyên gia tán tỉnh nào anh em đâu là những chiến thuật tán gái tiếp theo vô anh em một công nhân xây dựng đối tượng áp dụng những cô nàng băng giá ít nói thích làm khổ đàn ông bằng sự lạnh lùng như băng vĩnh cửu của mình họ thường sống nội tâm rất thông minh xinh đẹp và cũng rất mạnh mẽ con gái kiểu này sẽ đổ sập ngay lập tức trước người đàn ông mình yêu nhưng cũng khiến mọi đòn tấn công của những gã trai khác xung quanh trở nên vô hiệu Cách thực hiện tất nhiên, nếu anh em đủ sức chinh phục cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên thì đã chẳng bấm vào đây đọc bài viết này. Cách duy nhất chúng ta có thể làm là vận dụng ba đặc tính nổi bật nhất của một anh công nhân vào chiến thuật tán gái, xây dựng lòng tin từ những điều nhỏ nhặt tỉ mỉ chu toàn và trai mặt với nắng mưa. Trước khi cho cô ấy biết tình cảm của mình, chiến hữu phải cố gắng hết sức bộc lộ mọi ưu điểm của mình, cho dù đó là những điều nhỏ nhặt nhất, anh em hay giúp đỡ những người xung quanh, yêu trẻ con yêu động vật hát hay, múa quạt giỏi hay thậm chí là giàu, đấy, có bao nhiêu cứ trưng bày hết cả ra, trong quá trình tán tỉnh, hãy để ý đến từng cử chỉ nhỏ nhất của cô ấy, tin tôi đi. Nó bao gồm cả một bầu trời hàm ý trong đấy, anh em chỉ cần hiểu ý cô ấy 4 phần 10 cử chỉ là thắng đậm luôn, còn vụ trai mặt với nắng mưa thì chắc tôi không cần nói nhiều đâu. Các nàng kiểu này sẽ phản ứng rất gay gắt với mấy cái đuôi sau lưng mình, một phút yếu lòng của chiến hữu là tan nát cục diện ngay, lưu ý vội vàng là cầm chắc cửa từ yếu tố thời gian và cảm nhận của cô ấy trong chiến thuật tán gái này là vô cùng quan trọng vì đây là loại sai lầm không thể sửa chữa cô ấy sẽ phản ứng rất mạnh mẽ đôi khi cáu gắt và anh em có thể kiên trì nhưng nếu một ngày nào đó nàng ta nói bằng giọng không thể nghiêm túc hơn yêu cầu chuyện này dừng lại thì chúng ta thất bại rồi đừng cố chấp nữa anh em 2. hoa tặc đối tượng áp dụng những cô gái đã có người yêu trên danh nghĩa nhưng thường xuyên ở trong cảm giác cô đơn và bị đối xử tệ bạc anh em xuất hiện với vai trò người hùng và biến cô ấy thành công chúa của mình, hoàn toàn hợp pháp và đúng chuẩn mực đạo đức cách thực hiện xuất hiện đúng lúc. Chứng tỏ bản thân là kiểu đàn ông đúng người đúng thời điểm, ở đây để mang đến cho cô ấy tình yêu đích thực, anh em nên quan sát khuôn mặt để đánh giá tâm trạng của cô ấy. Đừng thấy nàng ta vừa đang trạng thái buồn bã liền nhắn tin hỏi han, thứ nhất, tâm sự qua tin nhắn chưa bao giờ là cách hay, thứ hai là đang có cả trăm tên làm chuyện tương tự. Trong chiến thuật tán gái hay ho này, chúng ta đang tránh né cục diện một trọi một đám, thay vào đó là một trọi một đứa, về mặt lý thuyết thì đơn giản hơn nhiều, tuy nhiên. Thực tế thì chua cay hơn, vì nhiều người cũng đang nhìn thấy cơ hội rõ ràng như anh em vậy, tận dụng những khoảng trống trong tình yêu của ai khác để lấp đầy mới chính là huyền cơ của chiến thuật này. Lưu ý hãy cho cô ấy thấy mình là lựa chọn chính xác hơn, nhưng đừng cố gắng chứng minh anh ta là một gã tồi, cô ấy thừa khôn ngoan để có cho mình lựa chọn mặt khác nếu cô ấy dễ dàng rời bỏ người yêu hiện tại để đến với anh em chúng ta cũng phải chấp nhận rủi ro ấy xảy đến với chính mình trong thời gian sắp tới còn tiếc